Người đáng dùng thân, tự tại thiên vương, được độ thoát, liền hiện thân tự tại thiên, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân, đại tự tại thiên, được độ thoát, liền hiện thân đại tự thiên, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân, thiên đại tướng quân, được độ thoát, liền hiện thân thiên đại tướng quân, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân, tỳ sa môn, được độ thoát, liền hiện thân tỳ sa môn, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân, tiểu phương, được độ thoát, liền hiện thân tiểu phương, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân, trưởng giả, được độ thoát, liền hiện thân trưởng giả, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ, được độ thoát, liền hiện thân cư sĩ, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tể quan, được độ thoát, liền hiện thân tể quan, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Bà La Môn, được độ thoát, liền hiện thân Bà La Môn, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, được độ thoát, liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tể quan, Bà La Môn, được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ, được độ thoát, liền hiện thân đồng nam, đồng nữ, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trời, rồng, già xoa, càn thác bà, Atula, Kakola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dạ, nhân cùng phi nhân, được độ thoát, liền đều hiện ra, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân chấp kim can thần, được độ thoát, liền hiện thân chấp kim can thần, mà vì đó nói pháp. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát, đại Bồ Tát đó ở trong cõi nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thí vô ý. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn văn này là Đức Phật nói về 32 cái ứng thân của Bồ Tát khi mà ngài tùy duyên mà hóa độ chúng sinh. Như vậy thì 32 cái ứng thân này nó từ đâu mà ra? 32 cái ứng thân này, như là thầy đã giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, là do ngài Quán Thế Âm Bồ Tát từ vô lượng kiếp đã được ngài Quán Thế Âm Như Lai dạy cho cái phương pháp là dẹp phản văn, văn tự tánh, tức như là phương pháp Quán Âm Viên Thông. Và nhờ phương pháp Quán Âm Viên Thông này mà ngài đạt được đến cái chỗ vô sở trụ, vào trong cái miền điền địa bản giác, có nghĩa là ngài đã đắc được cái đạo quả cung tột. Do đó ngài mới phát ra được 32 cái ứng thân này để mà tùy duyên giáo hóa và cứu độ chúng sinh. Tất cả đại chúng biết rằng ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hiện giờ đang ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, và trong mỗi một sát na ngài đều dùng đủ mọi phương tiện để tiếp độ chúng sinh mười phương về cõi Cực Lạc. Ở đây tất cả đại chúng đều nghĩa là làm việc, và tất cả quý vị đều có thời giờ để nghỉ ngơi. Nhưng mà với những cái bậc mà đại sĩ Bồ Tát, các ngài không có sự nghỉ ngơi. Là tại vì trong mỗi sát na đều có chúng sinh đều cầu cứu. Trong mỗi sát na đều có những chúng sinh nghĩa là mười phương, nghĩa là tái sanh, có nghĩa là bỏ cái thân ngũ uẩn này để mà giảng sinh về cõi Tây Phương. Do đó những cái vị mà tam thánh là ngài A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và cùng với tất cả vô lượng vô biên các đại chúng ở cõi Cực Lạc Quốc, các ngài làm việc trong mỗi sát na. Có nghĩa là mười phương thế giới này chúng sinh đều kêu cầu để mà được giảng sinh. Do đó các ngài không có thời giờ nghỉ ngơi giống như mình. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng có mệt không? Tại vì ở đây mình dùng cái thức thành ra mình thấy mệt.
Chứ các ngài thì các ngài dùng cái trí, thì các ngài đã cái trí thì nó không còn cái sự phân biệt. Mà nó không còn sự phân biệt thì lấy cái gì gọi là mệt, mà lấy cái gì gọi là không mệt, phải không? Do đó ngài vô tận ý mới bạch với Đức Phật để biết những phương tiện thù thắng của Bồ Tát Quán Thế Âm khi ngài vào trong cái cõi Ta Bà để hóa độ chúng sinh. Thế giới Ta Bà trong kinh Pháp Hoa là cái quốc độ mà hiện tại chúng ta đang sống. Người Trung Hoa dịch cái thế giới này là kham nhẫn, ý nói là chúng sinh ở đây năng chịu một sự khổ não do ngũ trược ác thế gây nên, và lại thêm những nỗi khổ não của sanh tử luân hồi. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái cõi này rất là đáng tội nghiệp. Chúng sinh hình như là tự trói mình và tự nghĩa là chịu tái sanh trong cái con đường lục đạo luân hồi. Vì vậy mà Đức Phật mới thị hiện ra ở thế giới này. Đức Phật nói những kinh điển đại thừa để giúp cho chúng sinh giác ngộ, để lìa được cái thế giới này. Nếu chúng sinh chẳng tự giác ngộ thì không bao giờ thoát khỏi sự sinh tử, nên gọi đây là thế giới Ta Bà. Vì vậy thì quý vị thấy thế giới Ta Bà nó chẳng qua là một cái nhà tù rất lớn mà giam giữ chúng sinh. Và chúng sinh từ nhà tù này chuyển qua nhà tù khác, từ cõi người đi qua cõi súc sinh, từ cõi súc sinh xuống cõi địa ngục, từ cõi địa ngục rồi lên cái cõi người, rồi từ cõi người lại đi tiếp tục lên những cõi trời. Như vậy thì cái lục đạo luân hồi là một cái nhà tù khổng lồ đang giam tất cả chúng sinh. Và những bậc mà được thoát ra khỏi là những bậc A-la-hán, có nghĩa là thoát ra khỏi cái nhà tù của thế gian. Như vậy thì quý vị thấy rằng quý vị có đáng tội nghiệp không? Rất là đáng tội nghiệp. Do đó còn được một cái thân người là phải cố gắng tìm thầy học đạo, còn được một thân người là phải nghiên cứu về kinh điển để mình tìm được những phương pháp để mình vượt thoát khỏi sự khổ não, để mình thoát ra khỏi cái nhà tù của Ta Bà này. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, mặc dầu ngài đang ở thế giới cực lạc, nhưng ngài muốn vào thế giới Ta Bà này chỉ trong một ý niệm. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ những cái bậc mà diệu giác Bồ Tát chỉ trong một cái ý niệm là từ được ý mà sanh thân. Các ngài thị hiện cái ứng thân ngay lập tức. Do đó nhiều vị đặt câu hỏi rằng nếu vậy trên thế giới này rất là nhiều người mà họ kêu cầu cứu, vậy Quán Thế Âm cứu được hay không? A Di Đà Phật, rất là được. Bởi vì sao? Quý vị hãy nhìn cái mặt trời đi, quý vị sẽ thấy cái mặt trời là tượng trưng cho pháp thân của ngài Quán Thế Âm. Ánh sáng của mặt trời là tượng trưng cho sự từ bi cứu độ chúng sinh. Như vậy thì ở thế giới này, dầu cho quý vị ở cõi nào thì quý vị cũng được cái sự từ bi cứu độ đó mà nó ảnh hưởng đến. Do đó mặc dầu ngày hôm nay ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đang ngồi ở cõi cực lạc thế giới, nhưng mà ngài ngồi ở trong cái cảnh pháp giới tánh. Do đó trong pháp giới tánh này ngài không cần di chuyển thân, mà ngài có thể di chuyển mười phương thế giới để độ chúng sinh, không cần phải rời khỏi tòa sen chỗ ngồi. Khi nào quý vị chứng được tự tánh, quý vị thấy điều này là một cái tam muội du hí thần thông rất là hay. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát chính là ánh sáng mặt trời sưởi ấm cho mọi chúng sinh. Ngài chính là dần nhật quang sáng rỡ để mà soi đường cho khách bộ hành trong những đêm thanh vắng. Ngài thường thể hiện vào cõi này để cứu độ cho những chúng sinh đang có sự đau khổ mà không biết bám víu vào ai. Và những cõi mà thường vui tự tại ít có dịp gặp ngài. Quý vị thấy rằng ngài Quán Thế Âm Bồ Tát sở dĩ ngài có duyên với cõi Ta Bà bởi vì chúng sinh cõi Ta Bà rất là khổ. Mà hễ khổ không biết bám víu vào ai, chỉ còn một cái niềm tin là đặt tin cái niềm tin đó vào Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn như những cái cõi trời dục giới, những vị chư thiên đó thường hưởng những cái sự vui dục lạc, do đó không bao giờ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho đến bao giờ mà những cái năm cái điều mà nó phát hiện để mà làm cho vị chư thiên biết rằng mình sắp chết, có nghĩa là năm cái điều mà nó hiện ở trên người của vị chư thiên đó. Mình thì mình không có, mình cũng có những cái điềm mà cho mình biết sắp chết, nhưng mà tại quý vị không để ý thôi.
Ở trên cõi chư thiên, trước khi những vị chư thiên sắp chết, nó có năm cái điềm mà thầy thường giảng cho quý vị nghe đó. Năm cái điềm đó nó hiện ra, vị chư thiên nó biết mình sắp chết, thì lúc đó chỉ có hai trường hợp lựa chọn. Một là ngài niệm danh hiệu ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và cầu nguyện để tăng tuổi thọ. Hai là niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát để hy vọng rằng mình được sanh trở lại cõi trời, hoặc là hy vọng mình sanh trở lại như cõi của thế gian. Và công đức của người mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thường thường là những cái vị mà niệm danh hiệu Bồ Tát không mà về được thế giới cực lạc thì chắc chắn rằng sẽ sanh vào ở trong cái cõi trời và người. Hai cõi này chứ không đi những cái cõi khác nữa. Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, Thiện Nam Tự, nếu có chúng sinh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời ngài Quán Thế Âm liền hiện thân Phật vì đó nói pháp. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả đại chúng biết là do tu dĩ căn duyên thông nên được 32 cái ứng hóa thân. Tùy theo nguyện lực của chúng sinh mà ngài hóa hiện để cứu độ. Khi có chúng sinh nào tu mà công hạnh đã thuần thục, một khi mà được thấy Phật thì sẽ sanh tâm hoan hỷ mà đắc giải thoát. Quý vị nên nhớ rằng có những cái vị tu họ muốn vào ở trong cái tam muội, và trong cái tam muội này họ muốn thấy được Đức Phật. Do đó mà ngài Quán Thế Âm ngài biết được, bởi vì ngài là nhĩ căn duyên thông mà ngài hiểu được, ngài nghe được những cái tâm niệm của chúng sinh. Và những tâm niệm chúng sinh đó nói rằng nếu mà tôi vào ở trong cái đường tu mà tôi nhập vào ở trong cái định mà tôi thấy Đức Phật là chắc là tôi sẽ đắc được cái sự giải thoát. Thì để giúp cho những chúng sinh này thành tựu những cái quả giải thoát thì ngay trong cái định đó ngài Quán Thế Âm ngài sẽ tùy duyên ngoài ngài hiện cái hình thật để mà giúp cho chúng sinh này sanh ra cái niềm quan hỷ lạc và đắc vào ở trong cái sự giải thoát tâm muội. À, quý vị nên nhớ điều đó. Quán Thế Âm Bồ Tát không bao giờ hiện ở trong tâm của những chúng sinh nào còn dẫn đục. Quý vị tu mà đến cái chỗ mà thắng tính thiện tiền thì quý vị mới thấy được cái sự vi diệu và màu nhiệm của cái Quán Thế Âm. Vì ngài Quán Thế Âm hiện thân Phật thuyết pháp nên khiến cho người hành giả đang tu đó chứng được bản giác thanh tịnh. Quán Thế Âm Bồ Tát tính là chính là bản giác thanh tịnh bao gồm từ bi và trí tuệ. Do đó người muốn đạt được quả Phật phải từ nơi quán sát tự tánh này mà vào. Quý vị thấy không? Mình muốn vào trong cái bản tánh thanh tịnh thì mình phải đi vào ở trong cái đầu mối của sự thanh tịnh, mình mới đi vào được cái cuối của sự thanh tịnh. Và quán Thế Âm Bồ Tát là một cái phương pháp mà chính ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng đã tu. Ngài đã chứng được thì tất nhiên là tất cả mọi chúng sinh đều chứng được. Ngày hôm nay thầy nói về cái phương pháp diệu âm. Thì mặc dầu quý vị chưa có vào được diệu âm nhưng mà không phải không có người có, không phải là không có người không vào được. Bằng chứng là quý vị đã thấy rằng cư sĩ Bồ Tát Tịnh Nguyên Vân đã vào được, và có những cái người sắp vào được. À, nếu mà trong tương lai tất cả đại chúng chịu tu thì quý vị sẽ vào được. Quý vị nào nghe lời thầy trong 7 ngày ngồi trong vô niệm, quý vị sẽ chứng được cái diệu âm này. Do đó khi mà tu về cái pháp mà quán âm duyên thông, quý vị phải ít nói, ít tư tưởng, mà thường để tâm mình hằng thanh tịnh thì mới được. Cái phương pháp này mà quý vị khởi tưởng nhiều quá thì diệu âm này nó mất. Tại vì quý vị khởi tưởng là quý vị đang vọng tưởng, mà hễ vọng tưởng thì nó ngược lại với bản tánh thanh tịnh. Do đó cái người mà thường nói nhiều, thường nghĩa là tranh luận nhiều, thì những người đó khó vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh, khó đạt được cái diệu âm. Cái người mà tu về diệu âm chân tâm đó thì quý vị phải ít nói, và quý vị hằng nghĩa là vô niệm trong tâm, thì cái bản tánh này nó thường còn hoài, không bao giờ nó mất hết. Do đó một người tu mà quán lại tự tánh của mình, khi mà gặp ngài Quán Thế Âm tức là đã thấy được chân thân Phật tánh của mình. Ẩn nghĩa của đoạn kinh này là như vậy. Quý vị thấy rõ không? Thành ra nhiều khi mình tu đó mà không có vị thầy nào mà hướng dẫn đó, mình tu về cái trong cái chỗ mà về hình tướng đó, thành ra khó vào lắm.
Quý vị tu hình tướng nó chỉ được cái phước của hủ lậu mà thôi, sanh vào những cái cảnh giới phước đức của nhân thiên. Quý vị tu vào trong vô tướng, quý vị đi nhanh lắm. Nhưng mà trong vô tướng là phải có người hiểu.